Mai Lan chào anh. Chào Mai Lan. Anh có thể cho biết quý danh và cấp bậc của anh nhé. Tôi là Vũ Ngọc Khuê, tôi là sinh viên sĩ quan Hải quân khóa 26. Dạ vâng. Thưa anh, trước đây thì anh phục vụ ở ở đâu ạ? Dạ, tôi là một người đang học và trước khi ra trường thì mất nước. Dạ. Ngày hôm nay đến tham dự cái lễ gọi là huý nhật của Đức Thánh Trần Hưng Đạo, là một vị thánh tổ của Hải quân. Anh nghĩ gì về ngày hôm nay và cảm tưởng anh ra sao ạ? Tôi rất là sung sướng và mong chờ ngày hôm nay, cả một năm trời hôm nay. Và ngày huý nhật của Thánh Tổ là ngày của Hải quân chúng tôi rất là quý trọng cái ngày Thánh Tổ này. Và không quên ơn của Thánh Tổ đã giành lại độc lập cho Tổ quốc của chúng ta. Dạ, vâng. Thưa anh, như vậy thì ngày hôm nay khi mà mặc lại cái bộ đồ Hải quân, một cái quân phục Hải quân cùng với các bạn của anh, thì anh có một cái nỗi xúc cảm nào có thể chia sẻ? Tôi rất là sung sướng và phải nói rằng rất là hãnh diện. Tôi đã được huấn luyện từ trong quân trường Hải quân Nha Trang. Chúng tôi rất hãnh diện là những người sĩ quan Hải quân. Và chúng tôi rất là hãnh diện là có một vị Thánh Tổ rất là của anh hùng của đất nước Việt Nam chúng ta. Dạ vâng, xin cảm ơn anh. Xin chúc cho anh cùng gia đình thật là vui ngày hôm nay, để chúng ta cùng nhớ ơn Thánh Tổ Đức Trần Hưng Đạo nha. Cảm ơn chị Mỹ Lan. Mỹ Lan chào anh, xin anh cho biết quý danh và được biết anh cũng là trong binh chủng Hải quân. Xin cho biết cấp bậc của anh và anh cư ngụ ở đâu ạ? Dạ thưa, tôi là Nguyễn Văn Lực, là chiến hữu Hải quân Việt Nam Cộng Hòa. Tôi đang ở vùng San Diego và đã từng làm là hội trưởng hội Hải quân vùng San Diego. Cho nên trong nhiệm kỳ vừa qua, lúc nào chúng tôi cũng có cái gắn bó với hội Cửu Long. Khi nào anh em hội Cửu Long tổ chức thì chúng tôi có mặt ở đây để chúng ta cùng nhớ đến ngày đại lễ của huý nhật Đức Thánh Trần Hưng Đạo. Thưa vậy thì ở San Diego có tổ chức cái lễ huý nhật không ạ? Dạ thưa, trưa nay vào lúc 11 giờ thì chúng tôi hội Hải quân và Hàng hải kết hợp với cộng đồng Việt Nam San Diego và hội Đền Hùng, chúng tôi đã tổ chức lễ huý nhật Đức Trần Hưng Đạo tại hội Đền Hùng vào trưa nay là ngày 26 tháng 9 năm 2010. Dạ, rồi tối nay là các anh lại tới miền Nam để mà hội họp chung với là hội Hải quân Cửu Long nữa. Dạ, hay đúng, quá. Dạ đúng như vậy. Thưa anh, như vậy là mỗi năm vào ngày này là các anh nói về binh chủng Hải quân nói riêng và có thể nói rằng là các đồng bào của chúng ta, dân tộc Việt Nam nói chung, chúng ta đều tưởng nhớ đến Đức Thánh Trần Hưng Đạo. Thì anh là một người cựu quân nhân Hải quân, thì anh nghĩ gì về Đức Thánh Tổ, thưa anh, nhân ngày huý nhật của ngài? Đây là một việc làm, mặc dù chúng ta lưu vong 35 năm nơi xứ người, đây là công việc rất là văn hóa, mà là văn hóa là cái vẻ đẹp của một dân tộc, mà cái hồn của dân tộc. Chúng ta phải noi gương tiền nhân, mà nhất là vị Đức Thánh Trần Hưng Đạo là một vị thánh tổ của Hải quân. Chúng tôi hàng năm phải tổ chức và anh em Hải quân phải tổ chức cho bằng được cái ngày huý nhật của ngài, để chúng ta nhắc nhở cho thế hệ trẻ tương lai nhớ về cội nguồn dân tộc và noi gương cái ngài. Đúng rồi, noi gương cái đức tính của ngài, trong khi mà cái nạn, nhất là cái nạn mà xâm lăng của phương Bắc hiện bây giờ, thì chúng ta muốn chứng tỏ rằng cái ngày lễ này của Đức Thánh Trần để cho tuổi trẻ Việt Nam tại hải ngoại và trong nước biết rằng chúng ta là dân Việt Nam và người Việt Nam không quên về cội nguồn dân tộc và những anh hùng dân tộc của chúng ta. Dạ vâng, chúng ta lúc nào cũng giữ được cái đức tính của ngài là yêu nước và giữ nước, phải không ạ? Dạ, vâng, cảm ơn anh, xin chúc cho anh thật là vui với các bạn của anh nha. Xin chào Mỹ Lan và xin cảm ơn đài VSNTV. Chúng tôi trân trọng gửi đến quý vị lời chào mừng nồng nhiệt nhất của ban tổ chức và hội ái hữu Hải quân Cửu Long. Hàng năm, hội ái hữu Hải quân Cửu Long đều long trọng tổ chức ngày huý nhật Đức Thánh Tổ Trần Hưng Đạo, cũng là thánh tổ của quân chủng Hải quân thuộc quân lực Việt Nam Cộng Hòa, với mục đích để tỏ lòng biết ơn các bậc tiền nhân đã có công dựng nước và giữ nước. Đây cũng là dịp hội ngộ của toàn thể gia đình của các chiến sĩ Hải quân cũng như thân hữu thuộc miền Nam California. Chúng tôi vô cùng cảm tạ quý vị đã bỏ thời giờ quý báu có mặt nơi đây để cùng nhau tưởng niệm đến vị anh hùng của dân tộc. Sự hiện diện đông đủ của quý vị đã là một khích lệ lớn lao cho ban tổ chức chúng tôi. Dù đã cố gắng hết sức,
Trong việc tổ chức chắc chắn không tránh khỏi những sơ sót. Chúng tôi kính mong quý vị niệm tình tha thứ cho. Một lần nữa, ban tổ chức ngày lễ Úy Nhật Đức Thánh Tổ Trần Hưng Đạo xin chân thành cảm tạ sự hiện diện của quý vị. Trước khi dứt lời, chúng tôi kính chúc quý vị có một buổi ăn ngon và một đêm vui trong tinh thần huynh đệ chi binh. Trân trọng kính chào quý vị. Nghi lễ tế lễ Đức Thánh Trần Hưng Đạo. Lễ rước tượng Đức Thánh Trần Hưng Đạo. Nghiêm! Ba hồi chiêng trống. Xa quán Quý Nhật Thánh Trần 19 dỗ tha hương. Ô thưa thầy, khi ba chay còn đời cuối tuần, lúc cưới hỏi vẫn cần lễ nghỉ. Đời viễn xứ vạn ngàn nỗi bì, kiếp tha hương hàng tỷ niềm sầu. Dù sinh kế tất bật, ngày ngày ngập đầu ngập mặt, dẫu trước mưu khô cằn, tháng tháng cạn phế cạn tín. Cũng cô nhớ Quý Nhật Đức Thánh Trần, cùng chung lòng dâng hương dâng khói, chẳng dám quên lễ rõ hương đạo vương, hợp sức hầu rượu hầu trà. Năm xưa, ngài đã ba lần dùng mèo phá ngoại xâm, giữ vững nước nhà. Thánh còn hai bận thề độc, lấy thân mình bảo toàn danh tiết. Trên chung với vua, dưới yêu tướng sĩ, thề chiến không hòa, bền gan nung trí. 34 năm thống nhất, những phường rắn rết, nắm giữ bảo hành. Giặc Trung Cộng vừa nhăn mày vội vàng dâng đảo hải đảo, cướp tàu vù mới xu mặt, mau mau nhượng biên cương. Mời lũ chó vào khai thác bô xít ở Trung Nguyên, chẳng xá gì tới quyền lợi dân tộc. Rước bọn quỷ đến kết chọn gái đẹp vùng Đồng Tháp, đâu thèm nghĩ đến đạo đức giống nòi. Hôm nay đây chúng con lại mong ơn Đức Thánh chiếu soi, quỳ gối cung bái cầu xá ân quý ngài ban xuống. Hãy trồi lên ba hồi chiêng trống, kính dâng ngài cùng tất cả anh hùng tiền nhân, hiền linh cầu mong về tận hưởng. Thank you.
nhớ công người sinh dưỡng, đó mới là hiền nhân. Vì đâu anh nên người tài ba, hay nhớ công sinh thành, vì ai mà có ta uống nước nhớ, uống nước nhớ làm con phải. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong Lan. Chào anh, xin anh cho biết quý danh và cấp bậc của anh nhé. Dạ, tôi tên là Lê Văn Trương, thiếu úy khóa 25 sĩ quan hải quân Nha Trang. Dạ, thiếu úy. Dạ. Thiếu úy là nhìn sao mới biết được là thiếu úy hả? Dạ, thưa vâng, thiếu úy chỉ có một giống hình con cá thôi. À, dạ. Giống hình con cá thôi. Còn nếu mà nãy em thấy các anh kia có cái dấu thêm ở trên này nữa là dạ, sao? Đó là Alpha Omega, tức là sinh viên năm thứ hai. Tại vì sĩ quan hải quân phải học 2 năm trong quân trường, năm thứ nhất là Alpha, năm thứ nhì thì Alpha thêm cái này nữa. Và khi ra trường thì chúng tôi lấy Alpha ra. Anh học từ trong quân trường nào? Dạ, chúng tôi ở quân trường sĩ quan hải quân Nha Trang. Nha Trang. Dạ, dạ. Thưa vâng. Ngày hôm nay em thấy rằng là các anh với một bộ quân phục hải quân và đến đây để mừng lễ khuyến nhật của Đức Thánh Tổ Trần Hưng Đạo, là thánh tổ của binh chủng hải quân. Thì suy nghĩ anh như thế nào và các cảm xúc anh hôm nay ra sao ạ? Dạ, chúng tôi đây là cái bổn phận chúng tôi phải làm, bởi vì chúng tôi phải, đó là thánh tổ của chúng tôi, là người đã dạy cho chúng tôi về những cái nguyên tắc hải hành cũng như nguyên tắc mà đứng lên bảo vệ bờ cõi Việt Nam. Dạ. Thưa anh, khi mà nghĩ tới ngày và ngày xưa khi mà các anh ra ở ngoài biển rồi chiến đấu, thì có những cái lúc đó thì các anh nghĩ đến ngày, thì các anh nghĩ gì? Có bao giờ nghĩ đến ngày và cầu xin ngày cái điều gì không? Dạ, thưa chúng tôi thì chúng tôi, bởi vì chúng tôi mới ra trường năm 74, thế nên chúng tôi không có được cái hành đó. Nhưng mà tôi nghĩ nếu mà chỉ gặp các sĩ quan lớn của chúng tôi, họ đã tham dự trận Hoàng Sa, thì có lẽ họ nói rõ hơn. Dạ, dạ vâng. Cảm ơn anh nha. Xin chúc cho các anh ngày hôm nay rất là vui và chúng ta tưởng nhớ đến một vị thánh tổ, một vị anh hùng của dân tộc Việt Nam của chúng ta. Dạ vâng, cảm ơn chị đã tới. Dạ, vâng. Chúc buổi chị buổi tối vui vẻ. Quý vị vừa theo dõi những hình ảnh rất long trọng về buổi lễ huy nhật của Đức Thánh Tổ Trần Hưng Đạo do Hội Hải quân Cửu Long tổ chức. Cảm ơn quý vị đã theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Phóng sự cộng đồng kỳ tới.